Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay ngày 18 tháng 7, em là Lan Rừng Bảo Tú. Số điện thoại liên hệ là 0386865005. Nay thì em tiếp tục lên những cái giò hàng thuần, rất là nhiều loại, chia sẻ đến cô chú anh chị nha. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, trước tiên em có ba cái giò Tam Bảo Sắc Hoa Vàng Rừng Bình Thuận này. Cô chú anh chị mình có thể thấy là giò nào giò đấy đều rất là nhiều thân, rất là nhiều thân nha. Ví dụ giò đầu tiên, giò số 1, cực kỳ là nhiều thân này. Nó đang phát rất là khỏe nha. Đây, cây đang phát rất là khỏe luôn. Cây nào nó cũng xanh mướt luôn. Mã đầu tiên, mã số 1, 120.000. Mã số 1. Mã số 2 cũng là Tam Bảo Sắc này. Tam Bảo Sắc mã số 2 cũng khá là nhiều thân, cây đều phát khỏe. Cái này là ghép bằng cục lũa căm xe, em ghép khá là lâu rồi, hơn 1 năm rồi. Mã này là 120, mã số 2. Mã số 3 cũng là Tam Bảo Sắc luôn. Đấy, thân lá nó cũng đang đi ngọn, đang phát rất là khỏe luôn. Mã này cũng 120.000. Mã số 3. Mã số 4, ở đây sẽ là một cái giò Hoàng Phi Hạc. Hoàng Phi Hạc mã số 4. Đấy, thân đang thắt ngọn rồi, có thể làm bông tết nha. Mã này 100.000, mã số 4. Mã số 5 là một mã kiều cam. Kiều cam mã số 5, khá là nhiều thân tơ, thân mầm. Mã này 100.000, mã số 5. Mã số 6 cũng là kiểu cam luôn, này rễ của Tam Bảo Sắc này. 6 cũng là kiểu cam. Cũng khá là nhiều thân mầm nha. Mã này cũng 100.000, mã số 6. Mã số 7 Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên chậu này là 130.000 cho chậu Sơn Thủy Tiên. Mã số 8 cũng là Sơn Thủy Tiên nha. Sơn Thủy Tiên mã số 8, 100.000, mã số 8. Mã số 9 là một cái chậu trầm tím. Trời, mầm nó lên xanh mướt luôn, rất là đẹp luôn nha. Mã trầm 100.000, mã số 10. Mã 11, một cái bảo hòa vàng cam. Bảo hòa vàng cam mã 11, 100.000, mã 11. Mã 12 cũng là một bảo hòa vàng cam, mã 12. Đó, thân ghép rất là khỏe luôn nha. Rồi, mã này 100.000, mã 12. Ghép bằng cái cục lũa cho nên là nó cực kỳ là bền luôn. Mã 16 là một cặp sóc. Một cặp sóc mã 16, 100.000, mã 16. Mã 17 cũng là một cặp sóc luôn. Cặp sóc mã 17, 100.000 luôn cho mã 17, nguyên một cặp rất là đẹp. Mã 18, một cái chậu đùi gà tròn. Đùi gà tròn mã 18, rất nhiều thân, 100.000. Mã 18. Mã 19, một chậu kiều vuông. Một chậu kiều vuông mã 19, 100.000, mã 19. Mã 20, một cái mã hoàng thảo chuỗi ngọc, rất là nhiều mầm, 100.000, mã 20. Ngoài ra thì nhà em vẫn luôn sẵn cái phân dê, gáo dừa và giá thể trồng lan nha. Giá thể trồng lan 15.000 một ký, mua 10 ký tặng 1 bao cước. Phân dê là 35.000 cho một ký hàng năm túi và 30.000 một ký hàng rời, mua 5 tặng 1 và bao cước nha. Còn gáo dừa là em bán 15.000 cho một cái gáo dừa này. Rồi, ok, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.